năm thì cứ độ khoảng mà nó ít mưa, ít trơn trượt thì những người mà người ta đi lấy thuốc nam làm từ thiện thì người ta sẽ lên cái ngọn núi này. Tại vì trên núi này còn rất là nhiều cây mà có giá trị về dược liệu ha. Và từ đó thì ngư dân ở đây họ làm ăn có phần thất bát hơn so với những năm trước. Và ông cụ là người mà lớn nhất ở trong cái ngôi làng này mới ra xây lại cái ngôi miếu như thế này. Mà đi ra hang tiền á thì hôm nay thì gặp một cái điều bất ngờ trong cái tầm mắt là những ngày trước đây mà khi mà đi ngang cái cửa hang tiền này thì không có gặp một cái nào mà thể hiện một cái sự tâm linh tín ngưỡng của người dân ở đây. Nhưng hôm nay thì bất ngờ gặp giữa cái tảng đá này thì người dân ở đây họ mới xây một cái miếu. Mình thì cũng không hiểu là mục đích để xây cái miếu giữa tảng đá này nhằm cái mục đích gì. Nhưng theo chia sẻ của anh Ba với lại chế Ba ở đây thì cái miếu này là lý do tại sao xây và ai đã xây hay anh Ba ha? Cái này á, là Vũ á, lúc Vũ á, là xây, nhưng mà ngày xưa đã có rồi. Mấy ông là tin ngưỡng Di Đoan, mấy ông mới đập bỏ cái miếu này. Mấy ông kia là không tin? Là không có tin, cho nên là mới đập. Dạ. Cái miếu này rồi thành ra là ông bố ở trọng á, ông bố nói là mình bằng biển là mình phải là tin tưởng. Dạ. Cho nên là mới xây lập lại là một cái miếu này. Dạ. Mình lên đó được không anh? Được. Dạ. Lên đó để hấp nhang luôn đi. Lấy cái xào. Dạ. Tại vì anh Ba cũng làm nghề biển nên chắc có anh Ba là thắp hương luôn. Ở đây nè mấy người ta đặt cúm á, đặt. Dạ. Cua rồi. Đặt cúm đó. Ta lên đây ta cúm. Ta khấn vậy. Có một điều, cái vỏ máy xe của Vũ mà nó đậu ở ngoài khơi này nó quăng neo mà tự nhiên không có người mà là một cái bình á là nó đề máy nổ nó chạy khơi vô trong rừng là nó đâm vô trong rừng đó luôn đó. Đâm vô trong rừng đó luôn ha. Đâm vô trong cái rừng đó luôn đó. Đó, từ đây neo ở đây vậy mà nó chạy không có người. Cho nên là chạy cái vỏ vô đó là thằng Vũ nó thấy vậy á, nó mới là phải lập lại một cái miếu này. Thì cái miếu này chắc lập cách đây 1-2 ngày thôi. Nhưng mà cái miếu mà lập đập là cách đây đã lâu chưa hả anh Ba? Lâu. Lập lâu. Dạ. Còn cái này á là mình phải là tin tưởng. Dạ. Mình phải là tin tưởng cho nên là ông bố ông mới kêu là phải là tập trung anh em lại xây. Dạ. Ở đây thì thờ ai ha anh Ba? Cái miếu này là cái miếu thờ bà cậu. Bà cậu ha? Bà cậu. Em có nghe cái câu chuyện là những người mà làm nghề biển á thì thường hay thờ bà cậu. Và cái việc gì mà khi mà gớt xuống biển hoặc là gớt cái vật gì đó xuống biển á thì không có thì cứ cầu bà cậu mới lấy lên được. Cái thứ nhất, cái thứ hai là những người mà làm nghề đánh bắt cá đó là luôn tin tưởng bà cậu. Dạ. Dạ. Cái này đá này là đá nhũ á. Nên thành thử là bị bao mòn á. Khó lắm. Đây. Ở đây thì trên cái miễu này thì ông cụ là người mà sống lâu nhất ở đây thì mới lập ra cái miễu như thế này. Và trên đây bên đây thờ được hai cái con chó. Đây, nhìn từ xa nhìn thấy ngộ lắm. Cái tượng này là ông cụ tự đắp luôn hả? Mướn ta đắp quá. Về nhà làm luôn á, anh Bảy với Mai làm. Dạ. Yeah. Tự tay mình làm luôn. Đây là thờ bà cậu hả anh Ba? Bà cậu. Bà cậu. Ở đây có một cái áo khoác, đeo một cái cọng dây. Đây. Không. Ảnh thì bà cậu thì nghe người dân kể nhiều và những người mà đi biển á, đi biển hay đi sông á thì hỏi người ta thường nằm xin keo hay xin xăm hoặc là ta nằm chi bao ta thấy bà cậu về báo không, nhưng mà chưa chưa thấy được hình dáng của bà cậu. Và hôm nay là
mới tận mắt chứng kiến thấy hình của thờ bà cậu nè. Ở đây thì cái này là bằng cái miếng miếng này miếng gì của ngành xây dựng á, men à, alu, giống như alu anh Trí. Mới mới xây luôn. Trước đây là cũng xây cái miếu ở trên cái tảng đá này luôn hả anh ba? Tảng đá luôn vậy đó. Trước đây cũng vậy đó. Trước đây cũng vậy. Dạ. Cái miếu kia. Bộ đội nó ấy nó đập bỏ, nó đâu cho mình làm đâu, giờ sao xin được làm được cái đây lại nè. Ờ. Thức lấy hai cục gạch đó mới sao ra luôn đi thức. Lên xây ở đây thấy cũng công phu dữ ha. Vậy chắc có lẽ là ông cụ ông thấy mách bảo, hay là ông cụ ông làm ăn thấy nó hạ thả nhiều. Là ông mặn biển mà, ông là giờ là chuyên nghiệp về là mặn biển mà. Dạ. Tin tưởng. Nhưng mà một năm á là phải cúng. Một năm là phải ông phải ra cúng. Là ông bố á. Dạ. Một năm á, để coi là ngay ngày mấy quên nè. Là ông bố phải ra cúng á. À ông cô ông bố phải ra cúng một lần. Thông tin với cô bác của anh chị là cái biển này là ngư dân ở đây người ta toàn thả nghêu sò và tất cả đều trông chờ tự nhiên. Những năm trước thì khi mà còn cái ngôi miếu như thế này á thì ngư dân ở đây họ làm ăn được mùa lắm. Và sau những năm mà khi mà đập cái ngôi miếu và từ đó thì ngư dân ở đây họ làm ăn có phần thất bát hơn so với những năm trước. Và ông cụ là người mà lớn nhất ở trong cái ngôi làng này mới ra xây lại cái ngôi miếu như thế này. Chắc có lẽ là ông một phần thì ông cụ cũng hỏi thăm cái chính quyền địa phương rồi. Đá này nó cắn đau lắm, em làm được. Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi, đá. Rồi, thôi mình đi. À, theo chia sẻ của anh ba thì trước đây có một cái anh kia mỗi buổi tối thì đặt cái chiếc vỏ lãi như thế này ở đây. Và ban đêm thì cái chiếc vỏ lãi đó nó tự đề máy và tự chạy vô bờ và bốc cháy luôn cái vỏ lãi đó. Dạ. Tâm linh thì không tin thì không được. Nhưng mà mình nói mà mình kêu người chứng minh thì không ai chứng minh được. Dạ. Đây là chút xíu nữa, chạy lại chút xíu đằng kia là tới cái cửa hang tiền. Có một chỗ này hả chứ? À, người ta tin tưởng là người ta đi lại đây là ta muốn trái cây được, ta lên đó, ta cúng. Dạ. Ngọn núi đá vôi, trong rất là nhiều ngọn núi đá vôi ở Kiên Giang. Trước đây Bùi Hồ có nói một cái clip về hang vua Gia Long. Thì trước đây khi trốn chạy khỏi quân sự truy đuổi của quân Tây Sơn, Quang Trung thì vua mới chạy về đây vẫn náo trong cái hang tiền này. Thì trong một cái hang này lúc trước là hang nó vô danh. Sau này thì có một lần thì các bạn sinh viên có về đây và một số bạn nhà báo về đây để mà tìm hiểu về cái sự tích hang này. Thì vô tình có một bạn lượm được một cái đồng tiền và coi như là đồng tiền cổ. Thì từ đó người dân ở đây họ mới đặt cho một cái tên này một cái hang gọi là hang tiền. Khi đến xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang thì cô bác quý chị hỏi về hang tiền hay gọi là hang vua thì ở đây người dân ở đây người ta đều biết hết. Và nhớ khi mà đi ngang cái giếng cái hang vua thì cô bác quý anh chị có thể ngang ngang thắp cho ngôi miếu đó một cái nén hương cũng như là cầu mong sự bình an cho gia đình. Và để hiểu rõ thêm về cái câu chuyện mà các ngư dân ở đây gặp những cái câu chuyện tâm linh liên quan đến cái vùng biển ở nơi này thì cô bác quý anh chị sẽ nghe anh hai là người trực tiếp chứng kiến cái câu chuyện mà chiếc vỏ lãi của mình tự chạy vô bờ và bốc cháy nha. Hàng năm thì những người mà ở bên trại thuốc từ thiện ở An Giang á thì các những người đó thường lên núi này để mà hái thuốc nam. Tại vì theo chia sẻ của anh hai là người dân địa phương thì
hàng năm thì cứ độ khoảng mà nó ít mưa, ít trơn trượt thì những người mà người ta đi lấy thuốc nam làm từ thiện thì người ta sẽ lên cái ngọn núi này. Tại vì trên núi này còn rất là nhiều cây mà có giá trị về dược liệu ha anh Khái. Dạ. Con khỉ ở cung cây đó, đó đó, nó truyền qua đó. Đó. Khỉ gọi là khỉ đen, khỉ vàng. Đó là con bọc chà vá. Nó thuộc họ khỉ. Nó vẫn giống như con khỉ, nó vẫn giống như con khỉ nhưng mà cái bộ lông của nó khác. Màu vàng. Không, mà con khỉ chó nó xấu hơn con khỉ đó nè. Con khỉ này đẹp lắm. Khỉ mặt tròn tròn á. Không biết là hổm ngày là em đi ngang, em đi vào buổi tối nhiều hay sao á. Mà em không có thấy ngôi miếu đó. Em đi đường ra cái... Em đi đường nổ luôn á. Dạ. Nó đè nó chậm nổ, chậm chạy luôn. Nhưng mà tự nhiên sao đậu đó cái trời sống không biết làm sao mà nó chập cái đề được. Nó chạy vòng tròn cái nó quấn nó chặt đứt cái dây neo, nó lủi ngay cái đường vô nhà luôn à. Mà nó bốc cháy. Đứt dây neo luôn. Bốc cháy luôn. Nó cháy cái bình nó cháy xuống khúc vậy chân. Là mấy tháng rồi anh Bảy? Cách đây cũng có chừng 2-3 tháng gì. Là lúc đó anh Bảy chứng kiến luôn hả? Không, tôi lúc đó tôi chạy lần này lúc nó khoảng 11 giờ tôi chạy lần này nhậu tại chòi này nè. 12 giờ là lính Vinh nó ở trong nhà nó chạy ra. Là khoảng 1 giờ mấy là khuya. Không, 1 giờ trưa nha. 1 giờ mấy là cái ghe Vũ nó chạy vô. Ban ngày á là nó trên lệch đó khoảng chừng cỡ khoảng nửa tiếng đồng hồ à. Là nó chạy vô là nó thấy khói ngút rồi chạy mình lên lủi thẳng mình lên vô luôn. Mình lên lủi thẳng vô. Mặc dù không ai lái. Không có người lái vì nó tự chập điện nó chạy lên mà. Nhưng mà anh Bảy là ngày xưa là giữ ở chòi đằng đó, anh Bảy có thấy cái câu chuyện nào tâm linh không mà tại sao anh Bảy lại xây cái miếu đó? Tâm linh thì có không, cái đó là chết cái ông cụ ông tin tưởng cái nghề biển chết, rồi. Nó là ông cụ tin tưởng cái nghề biển rồi thành ra nếu mình sống là cũng như mình xin phép cái đất địa vậy đó, là tự lập cái miếu để mình thờ cúng mình không, nhưng mà cái đó nó như cái vỏ là nó hiểu thiệt là không hiểu. Bình thường là đề nó chậm chạy luôn, nhưng mà mấy thằng lính nó chạy ra nó ẩu sao không biết, cộng dây đề là nó để nó bị chập vô, nó để gần đó về gió thổi sóng đánh rồi nó chậm. Ở đó có người chết hả? Có thằng thợ lặn, có người chết đó. Thợ lặn nó lặn rồi bị máy nó chạy ngang nó cuốn dây nó lên kịp nó lôi dây nó chết lâu chưa, nó chậm nổ không mấy năm mà. Mấy năm mình chết cũng có nhiều khi á, cứ đề nó chậm nổ nữa. Nó chết khu đất đường chết này là ngay chỗ miếu đó ông em anh ấy. Gần miếu đó. Ở đây là ông già tía ông nói nếu mình làm ăn ở đây mình phải lập cái miếu thờ để mình có cũng như mình có cái gì tin tưởng ở bà cậu vậy đó. Làm nhưng mà đó. Cái người chết đó là có thường anh hai có thường gặp không? Anh Bảy á? Không. Cái đó nói nó chết vậy thôi chứ mình đâu có suy nghĩ gì đâu, tại nó tai nạn nó chết thôi chứ đâu đâu có thấy đâu gì đâu. Dạ nhang mắm này nè. Vậy là anh Bảy xây cái miếu đó luôn hả? Cái đó là ông cụ. Ông cụ ra xây hả? Ông cụ đề xuất rồi ông coi ngày rồi ông kêu thằng Vũ nó lập. Nhưng mà bữa mấy anh em chạy ra làm thì không có biết gành hồ gì hết trơn á. Rồi mấy đặt lú á, có số anh em đã biết nghề đó, ta lại ta làm tiếp. Nó nói ở đây cái miễu trước á là nó linh lắm. Linh lắm. Cái miễu ông cụ lập trước á là ví dụ như làm ăn mà nó không được thuận lợi đó, cái giấy gian rồi cái nó đạt
Thành ra nó thấy làm cái là nó phóng lại, tự nhiên là nó vô lại nó làm tiếp. Vậy thôi.